Chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Sapa Hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một mẫu đồng hồ VIP của hãng Senco. Em đồng hồ VIP, vì sao nói là VIP? Bởi vì cái dòng đồng hồ này thì giá xuất xưởng của nó cũng rất là cao, 70.000 yên. Mà em này thì lại hàng new, đợt này khớp về hàng new luôn mọi người nhé. Đây là cái hộp của nó này, Senco RN567G. Đây là cái mã của bên Nhật. Nhìn thôi cũng thấy một chiếc đồng hồ cực kỳ đẳng cấp rồi. Khi mà mở mặt ra thì không như những cái em mở mặt em từng giới thiệu, thì cái dòng đồng hồ này khi mà mở mặt ra thì các vòng tròn xoay ở bên trong cũng như là các nàng tiên hoạt động, phải nói một từ gọi là phức tạp, bởi vì là cái cấu trúc của nó hay là những cái vòng xoay nó phải để làm được như thế này thì phải tốn rất là nhiều công. Đây, các bác nhìn này, các vòng xoay cũng như là các nàng tiên khi mà tròn giờ đồng hồ sẽ hoạt động như này. Ở trên mỗi cái bông hoa cũng như là trên chiếc váy của tiên thì có gắn những viên pha lê Sparky màu sắc khác nhau. Nó cũng là điểm nhấn nổi bật mỗi khi mà đồng hồ mở mặt. Những cái vòng hoa nó cũng có những cái màu sắc làm nổi bật cho chiếc đồng hồ. Ở phần bên dưới thì cũng được trang trí rất là cầu kỳ, các họa tiết cũng như là các ánh đèn mỗi khi mà nổ nhạc lên được làm rất là bài bản và chi tiết. Em này thì size của nó rất là khủng, size 52 x 37. Thực ra là cái mẫu đồng hồ này VIP nữa là nó có thể cho mình cài đặt cái phần nhạc. Ví dụ mình thích bài nhạc nào thì mình sẽ cài đặt cái bài nhạc đấy vào khung giờ đấy. Thực ra là cái này thì hơi phức tạp một chút. Bác nào mà muốn như thế thì shop cũng có hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Nhưng mà thực ra thì cái này thì cũng chả cần thiết, bởi vì là mình cứ thay đổi cái bản nhạc của nó thì nghe nó sẽ hay hơn. Em này em nhớ không nhầm thôi mọi người nhá, là 16 bản nhạc. Em sẽ nốt ở trên phần ghi chú là có bao nhiêu bản chính xác thì em sẽ ghi ở trên đó. Vì là hàng new nên là còn nguyên sách cũng như là phiếu bảo hành của hãng đi kèm. Size là 52 x 37, em vừa nói rồi. Ở phần bên dưới thì có bộ phận lắc xoay, liên tục xoay. Họ làm những cái hình cũng như là các chi tiết của vòng xoay rất là chi tiết, rất là kỹ, cũng như là các họa tiết pha lê Sparky, cánh tiên này, cực kỳ đẹp. Em này thì chắc cũng chả phải nói thêm nhiều gì về tạo hình của chiếc đồng hồ rồi, vì là cái này cũng quá quen thuộc với mọi người. Cái này thì shop cũng về được một vài lần. Mọi người mà chơi đồng hồ lâu thì cũng biết được cái mẫu đồng hồ này đắt cũng như là đáng để sưu tầm như nào. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người một em đồng hồ Senco phiên bản cao cấp của hãng. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Thực ra là cũng khá là lâu mới về được mẫu này. Đợt trước thì có nhiều bác đặt hàng, đợt này lại về hàng new luôn. Thế nên là bác nào mà vẫn còn quan tâm thì inbox lại cho shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.